Thưa quý vị, hưởng ứng chuỗi hoạt động dấu ấn hè 2023 do Sở Du lịch phát động, sáng nay Tram Group đã tổ chức ngày hội Tram Sport Day tại Tram Resort Hồ Tràm. Ngày hội Tram Sport Day diễn ra nhiều hoạt động như thả diều bãi biển, bóng đá, tham quan, trải nghiệm bờ biển đẹp nhất Hồ Tràm. Đặc biệt, phần thi đấu bóng đá bãi biển sôi động của 12 đội bóng là các đối tác chiến lược của dự án The Six Premier, Tram Resort Hồ Tràm, đối tác xây dựng Cotecom, Dare Coffee, Ngân hàng Nam Á, hứa hẹn mang đến những giây phút kịch tính, hấp dẫn, phục vụ người xem và du khách. Ngày hội Tram Sport Day 2023 được tổ chức ngoài mong muốn nâng cao tinh thần thể dục thể thao, còn là lời tri ân đến các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối và quý khách hàng, du khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng sự phát triển của The Six Premier Tram Resort Hồ Tràm. Trước đó, ngày 15 tháng 7 năm 2023, Tram Group đã đồng hành cùng huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ hội diều sắc màu mùa hè với sự tham gia của các câu lạc bộ nghệ nhân thả diều của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh lân cận, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến chiêm ngưỡng và chụp hình check-in.